Chào các bác ạ. Hôm nay em vừa quay một clip lúc trưa đấy. À, cái lô loa kia mới thấy các bác tham thật, các bác quá là tham luôn. Thì cái đầu tháng là ngày mùng 1 đấy thì em có giảm giá để tặng cho các bác thôi, đến hôm nay các bác đòi giảm giá bó tay. Những ngày này có khi người ta là lên giá, em giữ giá là tốt lắm rồi, bác vẫn ý kiến là ông Tuấn ơi, giảm giá đi, tặng đi Tết. Ừ, các bác tham như mõ ấy. Cứ giảm giá là toang nhà em thì thật. Chưa nay em có quay một clip cho bác một dãy loa rồi mà. Tôi nói hài hài thì thôi bác ạ. Thật ra buôn bán thế thôi, có lúc nọ lúc kia. Em mở màn mùng 1 cho các bác đã giảm giá, đã tặng cho các bác, em đã toang lắm rồi. Em đóng hàng suốt từ hôm đấy đến hôm nay rồi, mà đến giờ này các bác cứ đòi nữa thì thôi, lại giảm cho bác 100-200 nghìn cho bác cái phấn khởi cho sướng quá nhá. Nào, giảm cho bác. Đấy, hết sạch nha bác nhá. Vét nốt lô này nữa là hết sạch. Nốt lô này là hết sạch luôn. Ok chưa? Nốt lô này hết sạch. Tặng cho bác nha. Mỗi một đôi này là tặng cho bác xem nào. Thôi cứ tặng cho bác xem nào. Mấy trăm nhỉ? 100 nhá. 100 hay 200 ạ? Thôi tặng cho các bác mức giá 280 nghìn nhé, mãi lộc mãi phát, cứ trừ đi 280 nghìn hay là 380 nghìn nhỉ. Rồi bắt đầu vào đi, 38 hay 48 được, sẽ tặng cho các bác, nhưng mà không được như mùng 1 đâu bác ơi. Mùng 1 nó khác, mùng 2 nó khác, chưa. Bây giờ các bác cứ đòi em tặng thế suốt ngày, có mà em toàn. Đôi loa kép, đôi loa kép đến từ Anh Quốc, màu vàng, bát bầu dục. Đôi này là 9.900.000 này, kép Q65, 175W một đôi, 175W một đôi nhé. 175W một chiếc, trở kháng 8 ohm một đôi, thì bác cứ nhân đôi lên. Con này ngang là nó tầm 22, sâu 30, cao chắc phải 90, 1, 2, 3, 4, cao 90 thật, trên 90, 9.900.000. Để cho các bác mức giá, ngồi giảm cho bác củ đi, 8.900.000. 8.900.000. Sang đây, đó là đôi loa Paradigm 9SE. Dòng này thì quá nổi tiếng rồi, cực kỳ nổi tiếng. Hùng, vỏ, thân, lõi. Dòng này thì chưa bác nào thấy nghe chất âm mà chê cả. Paradigm Canada này, ngang nó phải 30 đấy, sâu nó phải 35, cao tầm khoảng độ 70. Đây là đôi loa Paradigm Made in Canada, Paradigm 9SE của Canada. Đôi loa này có công suất 300W. Dòng này các bác có thể vừa nghe ngao hát được nhé. Bát thì rất lực ở sâu Paradigm. Giá trên kênh đây là 9.800.000. 9.800.000. Để cho bác mức giá 8.900.000. 8.800.000 đi. 8.800.000. Rồi rồi. Con mở. Ok chưa? Tiếp tục vào đây nữa, đôi loa kép Q35. Kép Q35 đã tặng thì tặng nốt cho nó xóa đi này, để cho nghỉ Tết luôn này. Riêng em đã nghỉ Tết lại em cho sạch nhà. Ra Tết em nhập hàng em bán riêng cho bác luôn. Con Q35 này mặt mũi trước rất là đẹp nhé. Q35 ạ. Hàng đến từ Anh Quốc. Công suất 100W một loa. 100W một loa. Q35 kép Q35 hàng Anh Quốc. Con này hai cầu luôn. 100W một loa, vậy đôi này là 200W. Mức giá 5.900.000. Ủa, để cho các bác đi. 48. Sướng chưa? 48. Con này nữa. Con này bác nào chốt hôm trước chốt rồi nhá. Hôm nay ngày hành chính rồi, chuyển được tiền cho em thì chuyển, còn không chuyển em hủy đơn. Con BMW kép W, con này hàng đến từ Anh Quốc rất là khủng. Ok chưa? BMW kép W. Con này chiều ngang nó phải tầm 23 25, chiều sâu nó gần 40.
chiều sâu gần 40 luôn, khủng luôn. Nếu mà cả e căng là 40, cả e căng nó phải hơn 40, 40 luôn. Mức giá 11.900.000, được chưa? 11.900.000 BMW KW 11.900.000, tặng cho các bác một củ còn 10.900.000, 10.900.000 nhé. Đấy, để cho ra cái này cho xưa. Ok chưa? Đây, model của nó đây, nó có model mà. Không, nhiều bác lại bảo không có model. BMW KW DM580, được chưa? 580 ạ. Đấy, 580, giá 10.900.000 cho nó bay nốt. Sang đến đây, sang đến đây bác nhá, sang đến đây đó là đôi loa kép Q50S, kép Q50S 150W một loa nha. Kép Q50S này, kép Q50S 150W một loa, made in England. Dọn nốt cho nó sạch nha. 5.900.000, 4.800.000, 8. Ok chưa? Và con này nó là con Mission, con Calliton, Calliton, Selection Calliton F20, F20 100W một loa, trở kháng 8 ohm, hàng Anh Quốc, hai cầu hàng luôn. Trên kênh 5.600.000, để cho bác 4.600.000 bày nốt đi nha. 46 đấy, 46. À, và còn một đôi DK cuối cùng, đôi DK cuối cùng này, đôi DK trên kênh là 4.500.000, không có hàng để bán bác nhá. Còn đây là đôi cuối cùng tặng cho bác thôi, 4.500.000 ở trên kênh, tặng cho bác 200, còn 4.300.000 bác nào lấy liên hệ với em nhé. Dòng này không bác nào chê được cả, mười mấy đôi hết một lúc luôn nhá. DK đã có bản test trên kênh rồi, 4.300.000 cho bác 200, còn đôi cuối cùng. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961 ạ. Cho và tặng thế thôi bác ạ nhé. Còn cái gì thế thôi, cái gì nó cũng phải có. Đây là chẳng qua là em xác định em nghỉ Tết, em dọn nhà em nó sạch, chơi cho thoải mái. Chào các bác.